Xin chào quý các bạn anh chị. Xin chào các bạn. Hôm nay Lâm đi hái cây thuốc dồi. Cây thuốc dồi thần tím. Một loại cây mà Lâm nghĩ bà con mình, những người nào mà bị ho, ho lâu ngày, rồi bị nấm phổi, sơ phổi, hoặc là các triệu chứng bệnh của phổi, thì bà con có thể tham khảo về tác dụng của loại cây này. Loại cây này hiện tại bây giờ thì cũng rất nhiều người dùng rồi. Phản hồi về tác dụng của nó thì thực sự rất là tốt. Lâm dùng cây này để điều trị cho những người mà bị ho lâu ngày, bà con, viêm phế quản thì rất là hay. Vào dịp trước thì Lâm có chia sẻ cho bà con mình về tác dụng điều trị cái bệnh HP dạ dày. Thì chúng ta có hai loại cây điều trị rất là thành công, đó là cây rau mương hoa vàng và cây thuốc dồi. Nhưng Lâm nghĩ cây thuốc dồi thì bà con mình dễ dùng hơn. Vậy thì đối với khuẩn HP dạ dày thì đây là một cái nguyên nhân chính mà nó sẽ gây ra viêm lết dạ dày, cũng như là làm cho bà con mình có những triệu chứng nặng hơn. Nếu như bà con nào đang bị cùng một lúc mà bà con bị ví dụ như là viêm phế quản đi và bị HP dạ dày, thì bà con mình có thể sử dụng cây thuốc dồi thân tím này. Rồi, có một số bà con mình thì có lẽ cũng chưa rõ về hình dạng của cây thuốc dồi thân tím, thì có thể nhân cái video này bà con mình cùng Lâm đi thu hái, qua đó thì bà con mình quan sát kỹ về cái cây thuốc dồi thần tím. Nếu như bà con mình bỏ qua cái loại dược liệu này thì Lâm nghĩ đây là một cái điều rất là đáng tiếc, bởi vì một cái cây thuốc mà nó hiện diện khắp nơi, bà con mình có thể dễ tìm, nhưng mà điều trị bệnh thì Lâm khẳng định với bà con mình đó là rất hiệu quả. Rồi, bây giờ Lâm mời bà con mình cùng Lâm thu hái cây thuốc dồi thần tím ha. Sau đó thì Lâm sẽ hướng dẫn cho bà con mình cách dùng, cũng như là chia sẻ thêm cho bà con mình về các tác dụng mà cây thuốc dồi thần tím này nó mang lại khi chúng ta sử dụng một thời gian lâu dài. Đây là một cái khung cảnh mà thường Lâm sẽ đi tìm cây thuốc dồi thần tím đó bà con. Cây này nó thường mọc ở trên các cái bờ suối, cặp các bờ suối như thế này nè. Bà con mình có tìm thì chúng ta cũng tìm những cái khu vực nó có đặc điểm tương tự ha. Đó, bà con mình thấy không? Những cái đọt mà tím đó. Đó, chính là cây thuốc dồi thần tím đó bà con. Đây, Lâm tiến lại gần để cho bà con mình xem ha. Đây, đó. Ở dưới ao cũng rất là nhiều. Cụ thể là ở đây nè bà con. Đây, cây này nè. Đó, chúng ta thu hái cái phần ngọn non như thế này nè. Về để chúng ta xay trong máy xay sinh tố bà con. Nhà ai không có máy xay sinh tố thì chúng ta có thể cho vào cối, chúng ta giã ha. Nhưng mà Lâm nghĩ xay trong máy xay sinh tố thì nó sẽ tốt hơn. Đây, Lâm hái những cái ngọn ở trên này, nó dễ hái hơn nè. Đó. Chúng ta cứ hái những cái ngọn non như thế này nè bà con. Vậy thì liều dùng tươi cho cái cây thuốc dồi thần tím này á, ở những cái trường hợp nặng á, thì bà con mình có thể dùng đến 150g ha. 150g tươi như thế này nè. Rồi, bà con mình kết hợp cho Lâm là trái dừa ha, một trái dừa, nhưng mà chúng ta chỉ sử dụng phần nước thôi nha bà con. Được thì bà con mình sử dụng cho Lâm là trái dừa sim đó. Nước nó ngọt hơn, nhưng mà nó hơi già một tí xíu. Tại sao lại phải già tí xíu? Tại vì chúng ta làm thuốc mà, chúng ta cần những cái dược liệu nó mang được cái dược tính cao nhất. Đó. Đây. 150g tươi là những trường hợp nặng đó bà con, sơ phổi hay là bị trắng phổi đó. Rồi, thì bà con mình cứ dùng cho Lâm là 150g tươi. Sau đó thì bà con mình rửa sạch đi. Cắt đoạn ngắn ngắn ra, xay nhuyễn ra. Rồi chúng ta cho cái nước dừa vào. Chúng ta cũng có thể để nguyên luôn, không cần rây lọc, nhưng mà nó hơi lợn cợn tí xíu.
ha, bà con nào dùng được thì cứ để nguyên. Rồi tiếp theo thì bà con mình lấy cái nước này dùng cả ngày ha. Đây là cái cách mà dùng tươi, và đây cũng là cách để giúp cho bà con mình kỳ dứt điểm HP dạ dày, đâu đó khoảng 10 ngày thôi. Bà con không cần phải tốn tiền mua thuốc tây. Còn nếu như mà chúng ta không có dược liệu tươi như thế này á, bà con mình có thể dùng khô ha. Liều dùng khô là từ 30 đến 35 gram cho một lần nấu thuốc. Vậy thì dùng tươi chúng ta cũng có thể sắc thuốc được, đó là liều dùng 100 gram tươi hoặc là 30 đến 35 gram khô của cây thuốc trò thân tím này. Bà con mình sắc với 1 lít rưỡi nước, cạn còn 1 lít thì bà con mình tắt bếp, chúng ta rây lọc lấy cái phần nước mà chúng ta dùng. Đối với những trường hợp mà chúng ta cần điều trị bệnh nặng thì bà con mình chú ý là chúng ta sẽ dùng tươi khoảng đâu đó 3 đến 5 ngày thôi, là từ 100 đến 150 gram tươi. Rồi bà con mình xay với nước dừa đấy, bà con mình dùng. Trong cái thời gian này chúng ta đã phơi khô cái phần còn lại đúng không? Cái thuốc trò thân tím này thì bà con mình dùng được cả thân luôn. Cái phần ngọn chúng ta dùng để xay uống tươi, còn phần thân của nó thì bà con mình rửa sạch giúp Lâm, loại bỏ lá úa rồi chúng ta sắc đoạn ngắn ngắn là chúng ta phơi khô. Vậy thì đối với cái thuốc trò thân tím này bà con mình dùng cái vị của nó rất là dễ dùng. Bà con mình có thể nấu lên cho cả gia đình dùng luôn. Đặc biệt là những trường hợp mà bà con mình bị HP dạ dày á, thì nên dùng cái cây thuốc này cho cả gia đình. Bởi vì cái bệnh này nó có thể lây lan cho những người thân trong gia đình thông qua việc mà chúng ta dùng chén, đũa hoặc là các vật dụng cá nhân á. Cho nên Lâm nghĩ nếu như bà con mình biết được tác dụng của cây thuốc trò thân tím này thì gần như bà con mình đỡ tốn tiền rất là nhiều. Cây này rất là dễ trồng. Nếu như bà con mình muốn trồng á, thì tìm một cái nơi nó ẩm ẩm nè. Tại vì bà con mình thấy nè, nó thường mọc ở dưới cặp cái bờ suối. Thì về gia đình á, bà con mình sẽ trồng ở các cái đường nước á bà con. Gần những nơi mà nó ẩm ướt á, thì nó phát triển rất là nhanh nha bà con. Còn trồng trên khô, trên cạn á, thì nó phát triển chậm hơn tí xíu. Cây này nó bò tới đâu thì nó sẽ mọc rễ tới đó. Cho nên rất là dễ trồng. Bà con mình có thể trồng một bụi thôi. Sau này thì nó sẽ phát triển rất là tốt. Bà con mình có thể dùng quanh năm suốt tháng luôn, nếu như bà con mình cung cấp nước đầy đủ cho nó. Rồi, về cách dùng cũng như là tác dụng của nó thì Lâm cũng đã chia sẻ rồi đúng không? Có thể lần đầu tiên bà con mình nghe nói về tác dụng của cái thuốc rồi, bà con mình chưa có dịp sử dụng. Thông qua chia sẻ của Lâm thì bà con mình cũng không tin tưởng lắm. Nhưng thực ra thì cái thuốc dồi này đã giúp rất là nhiều người khỏi bệnh rồi bà con. Cụ thể là những cái trường hợp đơn giản á, những cái trường hợp mà ho lâu ngày á, bà con mình có thể dùng tươi cũng được, dùng khô cũng được. Thì cách dùng Lâm đã chia sẻ rồi, bà con mình cứ dùng thử rồi biết tác dụng của nó. Hoặc là bà con mình có thể tham khảo thêm về hiệu quả của cái thuốc dồi thông qua các cái trang mạng. Thì từ đó bà con mình sẽ biết được rằng Lâm luôn chọn những cái cây thuốc tốt, những cái cây thuốc hiệu quả cho nhiều người. Có nghĩa là những cây thuốc nó sẽ phù hợp với nhiều người, nhưng rất là dễ tìm, có thể giúp cho bà con mình điều trị khỏi bệnh mà không có tác dụng phụ. Rồi, đến đây thì Lâm xin phép bà con mình Lâm kết thúc video. Về dược liệu thuốc trò thân tím thì gần như là Lâm nghĩ bà con mình sẽ rất là dễ tìm. Cho nên bà con mình có thể tìm kiếm ha. Lâm nghĩ ở các khu vực ví dụ như đồng bằng sông Cửu Long này rất là nhiều. Hoặc thậm chí là những cái khu vực mà nếu như gần nhà bà con mình có các cái suối, có các sông á, thì bà con mình có thể xuống để tìm. Nó mọc ở bìa suối, bìa sông rất là nhiều. Rồi, còn bây giờ thì Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý bác anh chị cũng như là các bạn mình trong những cái video tiếp theo.